Răng của mình trước khi làm thì bị ố vàng và khập khiễng, không được đều. Thì bác sĩ Hằng và bác sĩ Hưng tư vấn cho mình rất là kỹ lưỡng là nên làm như thế nào, bọc răng hay là sao cho đẹp nhất. Coi vào gương lần đầu tiên mình cảm thấy ồ lên và ôi tại sao răng mình đẹp thế, biết thế này mình đi làm từ sớm rồi, tại sao đến bây giờ mới đi làm. Làm răng xong thì mình thấy sự thay đổi cũng rất là nhiều, về hàm răng này được đẹp hơn, trắng hơn, và khi mà đi giao tiếp thì mình thấy được tự tin hơn, và nụ cười thì lúc nào cũng thấy được cười trên môi. Các bạn nếu mà đang phân vân về việc là làm răng hay không làm răng thì mình khuyên các bạn là hãy nhanh chóng làm răng và để cho nụ cười đẹp hơn. Và cái quan trọng nhất ấy là các bạn phải tìm đến cái nha khoa mà uy tín nhất và những bác sĩ mà có chuyên ngành cao. Không phải là bác sĩ nào cũng có thể làm được những cái bộ răng mà đẹp cho các bạn, mà phải tìm đến chỗ uy tín nhất các bạn nhé.